Thầy muốn hỏi ngày nào thì được nhổ chân nhang? 23 tháng chạp. Ngày nào thì bà tắm? 23 tháng chạp. Một năm 23 tháng chạp phải tắm hay là ngày nào cũng tắm? Ngày nào cũng tắm. Cái nhà của bà ngày nào cũng quét hay là 23 tháng chạp mới quét? Ngày nào cũng quét. Tức là mình ở sạch thì được, nhưng mà các cụ thì phải ở bẩn mới được đúng không? Không phải. Cái bắp nhang, hãy nhìn đây. Một cây nhang nó ví như một quả nhãn. Phần hương mà cháy hết chính là cùi nhãn, là cái phần mà ăn được. Còn chân nhang và tàn nhang là vỏ nhãn và hạt nhãn, là đồ bỏ đi. Như vậy đồ bỏ đi được gọi là rác. Như vậy đốt nhang để lấy hương mà lại giữ lại một đống rác là chân nhang. Mai mốt nó dày, cắm sâu ấy que nhang một chút, gặp hướng gió, trời hanh khô, bốc cháy, kêu động mồ động mả. Như vậy, ở thì mình phải sạch, ban thờ gia tiên cũng vậy. Một là ngày rằm mùng một, hoặc là cứ thấy dày chân nhang thì nhổ tỉa. Nhổ tỉa thế này mình gọi là gì? Dọn dẹp gọi là gì? Nào, dọn dẹp ban thờ được gọi là gì? Báo, bào sái, tức là lau chùi dọn dẹp. Khi nhổ ấy thì mình chỉ xá nhẹ và khấn là hôm nay con xin phép được bào sái ban thờ, sau là nhổ tỉa chân nhang, sau đó rã một chút nước gừng hòa với nước ấm để tưới vào, chứ mình không đổ rượu vào, vì rượu xong là nó bốc hơi, nó còn cồn, nó đọng ở dưới, rất dễ gây cháy bắp nhang. Rõ chưa? Nếu khấn vậy đã yên tâm chưa? Chưa yên tâm lắm thì thầy dạy cái bài khấn nó dài hơn một chút. Khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy các cụ tổ tiên dòng họ. Hôm vừa rồi 17 con có đi đến chùa thầy Minh Thành ở Nam Định, con được thầy Minh Quang có giảng dạy về cách nhổ chân nhang. Thì con về con biết con làm theo, nếu con làm đúng thì các cụ phù hộ cho con và gia đình, còn nếu sai thì gặp thầy. Đó, khấn phải gặp thầy ý, đúng không? Lời nhang. Cái tiếp theo là